Rồi mời con. Cho đây đi. Con bé hay là con lớn? Con bé ạ. Bé mấy tuổi rồi bé? Con 20 tuổi thưa cha. Bao nhiêu? 20 ạ. Rồi, cho một cô bé 20 tuổi một tràng tay thưa anh chị em. Rồi, cô bé 20 được ơn gì nói to cho mọi người nghe con. Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con cưới được hơn 2 năm rồi mà chưa có em bé. Cưới được 2 năm mà chưa có em bé, phải không? Rồi, sao nữa? Thì con ở ngoài Bắc vào đây ạ. Hai vợ chồng con thì đi tàu, còn con ở nhà. Nhưng mãi chưa có em bé xong. Và thôi vào đây rồi, hai vợ chồng gần nhau rồi, đến chú cha long cầu nguyện. Đi được, vào đây đi được 1 tháng 4 lần rồi thì có em bé. Đơn giản vậy thôi. Cứ nhau 2 năm mà không có em bé. Rồi thôi đi vào đây cầu nguyện, đi 1 tháng được 4 lần thì có em bé. Em bé được mấy tháng rồi? Được 2 tháng rồi. Rồi con tên là gì? Con tên là Maria Nguyễn Thị Mai Anh ạ. Con là Maria Nguyễn Thị Mai Anh ạ. Nguyễn Thị Mai Anh. Rồi con làm về cái gì? Sao con biết đến lòng thương xót Chúa? Sao con biết đến giáo điểm Tin Mừng mà con lặn lội vào đây tới 4 lần? Bà ngoại của chồng con nói bà đi rồi nên bà bảo vào ạ. Bà ngoại của chồng con nói về bà nội của con hả hay sao? Bà ngoại của chồng con ấy ạ, nàng là bà ngoại. Bảo bà con vào đây khấn lòng thương xót Chúa, bà đi nhiều bà thấy rồi. Nhưng rồi hai vợ chồng con vào. Nên chồng con có đi không? Có ạ. Gọi em lên. Anh em lên đây. Anh em lên đây ạ. Đây à, hỏi mày có đi ăn không? Áo đen, heo đỏ, heo trắng, ông nào? Áo đỏ ạ. Bọn con đi ở quê thì cứ thấy ai bảo đi uống thuốc nào thì uống thuốc đấy, mà uống tiếp là rối loạn trong người. Mà anh có con, chồng con thì bị yếu, đi khám bác sĩ bạn phải chữa trị trong phải 3-4 tháng thì mới thay đổi đến nội tiết trong người thì mới có. Nhưng mà vừa đi khám về được 1 tuần cả con luôn. Con luôn. Vừa đi về còn con luôn. Rồi con tên gì, bao nhiêu tuổi? Dạ con là Bình Sơn Lâm Đức Thành ạ. Con năm nay con 26 tuổi ạ. Dạ, vợ con là Nguyễn Maria Nguyễn Thị Mai Anh ạ. Rồi cảm giác của con khi mà biết tin là có em bé, cảm giác của chú con như thế nào? Con mừng lắm ạ. Con tạ ơn Chúa, đúng lời cầu nguyện chúng con, Chúa đã cảm nhận lời cầu nguyện của chúng con ạ. Cho tặng cho hai vợ chồng chúng con nha, đi về một tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Rồi hai người đọc chung một bộ sách, hai cuốn Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa, tập 1 và tập 2. Đây là những lá thư không gửi mà chúng tôi viết trong thời gian 3 năm. Trong thời gian đó mình không có làm được chuyện gì lớn. Trước đó tôi làm những chuyện mình nghĩ là lớn, làm mà đi dạy học, rồi đi làm MC cho những cái đại hội, rồi đi tổ chức những chương trình lớn giáo phận, rồi thì đi sang nước ngoài, rồi đi đủ thứ chuyện thế này thế khác. Mình nghĩ rằng mình phải làm những chuyện lớn, nhưng mà Chúa lột sạch, Chúa vứt hết, Chúa bỏ hết tất cả những cái hào quang của bên ngoài để cho mình không còn gì cả. Và ngồi đó mà làm những chuyện rất nhỏ, là cắm cúi mà viết trên cái đầu gối của mình, viết bằng đầu gối của mình, quỳ cầu nguyện, mồ hôi, nước mắt, máu chảy ra để mà viết những lá thư không gửi lòng thương xót trong suốt thời gian 3 năm gian khổ. Làm những chuyện nhỏ đấy, viết từng chữ, đọc từng câu, nắn nót lại, sửa đi, sửa lại, sửa tới, sửa lui. Những việc rất nhỏ ấy, và cứ nghĩ rằng viết thôi để đấy thôi, chứ bao giờ mà mình gửi đi đâu được. Gửi Đức Mẹ, gửi các Thánh, gửi các Đức Giáo Hoàng, gửi làm sao? Gửi cho Lucifer thì gửi thế nào? Gửi cho các thiên thần thì gửi làm sao? Trong đó có gửi cho các bạn trẻ này. Thôi cứ viết để đấy. Nhưng mà rồi từ cái việc nhỏ ấy gom lại thành những lá thư không gửi lòng thương xót, hôm nay gửi tặng cho chúng con, những người lên làm chứng về đọc những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa nha. Chúa lành cho chúng con. Cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn ạ. Rồi chúng con có máy 500 bài giảng chưa? Chưa ạ.
Chưa có luôn. Rồi cho tặng cho con cái để nếu mà đây cái này mới là chuyện quan trọng. Đây gọi là thai giáo, là giáo dục đứa bé còn trong thai. Đứa bé trong bụng của con không phải là nó chưa biết gì, nó biết hết, nó cảm nhận hết từ người mẹ. Mẹ vui thì nó cũng vui, mẹ buồn nó cũng buồn, mẹ đau nó cũng đau, mẹ hát cải lương nó cũng hát cải lương, mẹ mà chửi thề nó cũng chửi thề. Nó quen tiếng mẹ chửi thề, nó quen tiếng bố mẹ cãi nhau. Lớn lên đừng trách nó chửi lại mẹ, chửi lại bố, vì đã dạy nó từ trong thai. Nó gọi là giáo dục từ trong thai, thai giáo. Vậy thì những tiếng ẩu ơ, những tiếng ru con, đó là những tiếng mà làm cho đứa bé nó lớn lên như dầu cầu giang đông đinh. Những tiếng mà à ơi, vân vân, ru con ấy. Thì bây giờ con không biết ru con lấy cái máy 500 bài giảng lọc thưa sót này, con nghe và cho con của con nó nghe từ trong bụng. Nhớ không? Nhớ nha. Nghe từ trong bụng và lớn lên nó nghe quen những bài giảng lòng thương xót. Có khi mà hôm nào mà con không mở mà con thấy nó đạp đạp là biết là con không mở. Thế không? Mà thay mà nó đạp đạp là biết là mẹ ơi mở cho con nghe giảng lòng thương xót Chúa. Nhớ con. Thế nha, Chúa chúc lành cho chúng con nha. Vâng, con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn ạ. Chúng con đã về bình an. Rồi anh bạn nhỏ bé kia đến đây. Anh bạn